Chào các em. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các em tạo một cái bản vẽ đường hình ở dạng 2D từ cái mô hình 3D như thế nào. Thì hôm trước mình cũng đã có các cái bài tập vẽ các cái đường hình cầu thủy từ đường hình 2D mình vẽ thành cái mô hình 3D giống như là ở trên trên phần mềm Vino này ha. Mình đang thấy một một trên đây là một cái vỏ tàu thủy, một nửa của vỏ tàu thủy ha, được tạo từ các cái đường cơ bản từ cái phần mềm AutoCAD 2D. Chúng ta chuyển sang cái phần mềm Vino này để chúng ta tạo ra cái vỏ tàu 3D được như thế này. Thì hôm nay mình sẽ chỉ lại cho các em là sau khi mình có được cái vỏ tàu như thế này rồi, bây giờ mình muốn là gì? Từ cái vỏ tàu này mình tạo thành một cái bản vẽ đường hình tàu ở dạng 2D thì mình làm bằng cách nào? Ví dụ như mình có thể xem trước cái tàu này, được chưa? Đây là một bản vẽ 2D đường hình tàu thủy hoàn chỉnh, bao gồm có mặt cắt ngang, mặt cắt dọc, mặt đường nước và các thông tin thông số của tàu. Đặc biệt là chúng ta sẽ có cái bản tọa độ ở đây, bản tọa độ của tàu. Thì để làm thế nào để chúng ta xuất ra được hết toàn bộ các cái đường hình này, các cái đường line này ha, và kể cả cái bản tọa độ từ cái mô hình 3D, thì chúng ta cũng cần phải làm gì? Từ mô hình 3D đó, từ mô hình 3D như thế này ha, chúng ta cũng cần phải là gì? Chia các cái đường sườn, chia các đường cắt dọc và chia đường nước để từ các cái đường mà chúng ta chia đó, chúng ta sẽ xuất sang AutoCAD là để nó trở thành là cái bản vẽ đường hình 2D. Thì cách làm như thế này, đầu tiên là mình chia sườn của tàu này trước. Để chia sườn thì mình cần phải quản lý các cái đường hoặc là các cái đường sườn đó, nó phải nằm ở trên một lớp để sau này chúng ta muốn thay đổi gì đó hoặc là chúng ta muốn hiệu chỉnh một cái gì đó ha, hiệu chỉnh thay đổi màu sắc hay là chúng ta chọn đối tượng vân vân, thì nó dễ dàng hơn, dễ quản lý hơn. Thì để làm như vậy thì chúng ta cần phải tạo ra một cái lớp ở da là new layer nè, chúng tạo ra lớp ví dụ như là lớp đường sườn đi ha. Thì đường sườn chúng ta cho nó một màu đi để chúng ta dễ quản lý. Và chúng ta thấy cái dấu tích ở đây này, cái dấu tích nó nằm ở cái lớp layer nào ạ, thì cái có nghĩa là cái layer đang mặc định ở da. Thì chúng ta chuyển cái dấu tích này xuống như này để cho cái đường sườn của chúng ta là mặc định, có nghĩa là từ này về sau nếu chúng ta tạo một cái lệnh gì trong Rhino đây, chúng ta tạo ra một đối tượng ví dụ đường hay là mặt hay là gì đó, thì cái đối tượng đó nó sẽ nằm trên cái lớp đường sườn chứ nó không nằm trên lớp default này ha. Mình làm như vậy để mình dễ quản lý các cái đối tượng mình tạo ra, mình dễ quản lý hơn. Rồi tiếp theo chúng ta đi từng bước một, là bước thứ nhất là chúng ta sẽ tạo cái sườn của tàu đúng không? Thì trong Rhino này để tạo cái sườn cho tàu thì nó có hỗ trợ một cái lệnh là lệnh contour ha. Chúng ta có thể dùng lệnh contour, chúng ta đánh lệnh contour ở đây nó sẽ hiện lên chúng ta enter. Thì lệnh contour này tức là nó chia các cái khoảng sườn, khoảng đường nước hoặc khoảng cắt dọc cho cái tàu của mình thôi. Thì anh em mình nó hỏi là gì, chọn đối tượng để contour để chia, thì mình chọn cái gì toàn bộ cái vỏ tàu của mình enter. Rồi nó hỏi là gì, cái điểm cơ bản, điểm cơ sở để mà bắt đầu mình lấy cái góc để mà chia là điểm nào, thì mình đánh cái điểm 0,0,0. Cái điểm này là cái điểm tọa độ của tàu, điểm tọa độ chính giữa, xương giữa của tàu ha. Rồi 0,0,0 enter. Nó sẽ hỏi là cái hướng hướng mình chia là hướng nào. Thì ở đây chúng ta có thể là gì, chúng ta chia sườn thì cái hướng của nó là gì, hướng dọc theo tàu thì mình thấy ở đây mình đưa chuột theo cái hướng này nó sẽ xuất hiện, ví dụ hướng này là hướng dọc tàu hoặc là hướng theo chiều rộng của tàu Thì
một số mà con chuột chúng ta thấy là gì, nó cứ chạy lung tung này, nó không theo hướng nào cả, là vì chúng ta đang để chế độ thôi, giống như bên AutoCAD này là chế độ vẽ các đường thẳng đó à, thì chúng ta nên để chế độ thôi, nó để cho nó thẳng cho mình dễ quản lý à, nó chia ra đúng. Còn nếu mình sợ sai thì mình có thể chuyển qua các cái hướng nhìn khác, ví dụ hướng nhìn front à, ra rồi là chắc chắn nó sẽ đúng à. Mình muốn chia cái sườn theo hướng này, rồi mình bấm ở đây, rồi nhập khoảng cách sườn bằng bao nhiêu. Thì đối với tàu mình thì mình chọn ví dụ như là 1050 đi ha, đơn vị là mm hết nha, còn cách sườn là 1050. Rồi enter. Cái khoảng cách sườn này là có thể mình tùy chọn chia sườn thật hay chia sườn lý thuyết thì tùy mình. Ở trong cái bản vẽ này thì chúng ta sử dụng chia sườn lý thuyết ha, thì chúng ta chia khoảng cách sườn là 1050. Rồi. À, chúng ta sẽ có các cái giá trị như này, đây là các cái sườn chúng ta, sau chúng ta chia ra rất là nhanh à. Thì các sườn sau khi mình chia xong á, mình để nguyên như vậy và mình bấm vô cái lệnh là lệnh zone zone để nó nối lại tất cả các cái đường sườn gãy khúc lại với nhau. Tại sao mình làm như vậy, thì vì cái vỏ tàu của mình á, được tạo từ các cái mặt à, các cái mặt này đó, các mặt này nó rời rạc với nhau, nên khi mà nó tạo cái sườn trên các cái mặt này á, nó cần tua là nó chiếu các cái đường lên trên các mặt á, thì sau nó tạo ra được các cái đường sườn này, thì các đường sườn nó tương ứng với các mặt, vì vậy các mặt nó không liên kết với nhau thì mình nó sẽ bị gãy ha, bị đứt, nên mình cứ sử dụng cái lệnh zone để mình nối lại, như vậy là các đường sườn nó sẽ nối lại với nhau ha. Để sau này mình dễ chọn à, như vậy là mình có đường sườn ở đây. À, mình có thể là ví dụ như tắt cái lớp default, mình sẽ thấy các đường sườn của mình à, mình vừa tạo xong các đường sườn à. Như vậy là tạo xong đường sườn rồi, bây giờ mình sẽ gì, tiếp tục tạo cái đường cắt dọc chẳng hạn à, thì tương tự như vậy mình cũng chọn một cái đường, một cái layer mới à, tạo layer mới ví dụ như là cắt dọc à. Mình chọn màu cũng tương tự như vậy, đưa cái dấu tích về gì? Mặc định cái đường của mình là đường cắt dọc ở đường này ừ. Rồi bắt đầu mình tạo đường cắt dọc, để mà bớt cái rối đi thì mình có thể là tắt cái đường sườn này đi ha. Rồi. Rồi tạo cắt dọc thì mình cũng sử dụng lệnh contour rồi nó hỏi là gì, chọn đối tượng, mình chọn tất cả đối tượng của mình là các mặt của vỏ tàu, xong enter, nó sẽ hỏi điểm cơ sở 0,0,0 enter. Thế vậy bây giờ là chúng ta muốn tạo cắt dọc, tức là chúng ta sẽ cắt dọc là theo cái hướng chiều rộng của tàu đúng không, như vậy chúng ta sẽ chọn theo hướng chiều rộng của tàu là theo hướng này. Rồi khoảng cách giữa các cắt dọc bằng bao nhiêu, ví dụ như ở đây mình cho là gì 500 đây à. Tàu mình đây là dài 12 mét nha, dài 12 mét, và ở đây mình chọn ví dụ như là, và có thể chiều rộng nó bao nhiêu, chiều rộng nó là bằng 3,4 mét à, và ở đây ví dụ như mình chọn khoảng cách là bằng khoảng cách giữa các cắt dọc là bằng 500 đi à, enter. Tạo ra các cắt dọc đó nha, cũng tương tự như vậy, sau khi mình tạo xong mình bấm nút vuông lại nha, là nó nối lại rồi. Chúng ta đã tạo xin đường cắt dọc của chúng ta vừa tạo xong như này đó, là đường cắt dọc. Rồi tương tự chúng ta sẽ tạo cái đường nước, tạo đường nước thì chúng ta cũng new layer, chúng ta tạo đường nước à, cho một màu như vậy. Rồi đưa đường nước làm cái đường mặt đẹp, rồi tắt cái đường cắt dọc đi. Rồi đường nước chúng ta tạo cũng tương tự như vậy bằng lệnh contour, chọn đối tượng
chọn điểm cơ sở. Rồi hướng, về hướng thì đối với cái đường nước thì chúng ta sẽ chọn theo hướng gì? Hướng Z này, à ra, chúng ta chọn theo hướng Z, chia. Rồi khoảng cách giữa các đường nước là bằng bao nhiêu? Ví dụ là bằng 250, à chọn 250 đây. Rồi Enter. Sau khi chia xong mình cũng vô lại. Rồi chúng ta có các đường nước ở đây, nhưng mà đối với tàu thủy mình thì mình cũng không cần thiết phải chia cái đường nước mà nó lên cao như thế này đâu. Tại vì chúng ta ví dụ lấy 5 đường nước chẳng hạn, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 đường nước này thôi, còn hai đường các đường nước trên mình bỏ đi. Rồi thì mình có thể mình cũng bỏ một cách rất là dễ dàng, bằng cách là ví dụ như là gì, mình lấy 0, 1, 2, 3, 4, 5 đường nước, rồi mình bỏ ba đường nước trên đúng không, thì mình chọn một cái bỏ đi. Rồi các bạn mình còn giữ lại 5 đường nước này thôi. À, như vậy là chúng ta chia xong là gì, đường sườn, đường nước và đường cắt dọc. À, chúng ta mở ra để khởi ngay. À, chúng ta sẽ xem rất là nhanh gọn. À, bây giờ chúng ta thử xem mặt from mặt cắt dọc này. Right chiếu cạnh, top chiếu bằng. À, như vậy chúng ta thấy còn thiếu gì nữa? Chúng ta còn thiếu một số cái đường, ví dụ như là đường đường bon, đường mạng nè, các cái đường bể gốc nè, đường gân dọc nè, các cái đường học kỳ nè, vân vân. Thì những đường đó chúng ta chưa thấy ở đây. Như vậy là chúng ta sẽ tạo ra một cái lớp để chứa các cái đường đó nữa. À, thì ví dụ như ở đây chúng ta hình dung là xem lại một tí về cái phần bể hình thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy là chúng ta còn một cái đường mạng chắn sóng nè, chúng ta chưa tạo nè, đường mạng chắn sóng nè, và cái đường gân dọc một, gân dọc hai đây nè, gân dọc một, gân dọc hai chúng ta chưa có nè. À, và cái đường bể gốc này nè, đường bể gốc là đường này, à, đường bể gốc này, bên kia chúng ta chưa có. Như vậy để tạo ra được giống như bên bản vẽ này thì chúng ta tiếp tục tạo một cái layer để chứa các đường đó. Điều đường bao đi, đường bao đường biên những đường. À, chúng ta cũng cho một cái màu, biết màu gì đây, vuông. Ok, rồi chúng ta sẽ tạo ra một cái các đường đó bằng cách là gì, chúng ta sẽ bật lên, tắt các đường khác để cho nó đỡ rối. À, cái đường đó mình cần lấy để mình chiếu qua bên bên đường hình 2D là cái đường đường mạng chắn sóng nè, đường cắt dọc, đường gân dọc một, gân dọc hai nè, đường bể gốc nè, vân vân. Đây thì để lấy được những cái đường đó thì chúng ta sẽ không có sử dụng cái lệnh contour nữa, mà chúng ta sẽ sử dụng một cái lệnh trong Vino, nó hỗ trợ một lệnh là lệnh duplicate. À, lệnh duplicate này tức là chúng ta sẽ lấy lại cạnh của một cái mặt nào đó bất kỳ. Đây, chúng ta chỉ vô cạnh nào thì nó sẽ lấy cạnh đó của một cái bề mặt. Rồi chúng ta sử dụng lệnh này. Rồi chúng ta muốn lấy lại đường bao, đường mạng chắn sóng nha. Sống. Như vậy là chúng ta lấy ở đây rồi chúng ta enter là chúng ta sẽ thấy là gì, nó xuất hiện một cái đường này, đường này chính là đường mạng cái sóng. À, rất là nhanh. Rồi tương tự như vậy thì chúng ta có thể là gì, sử dụng cái lệnh đó duplicate s để chúng ta lấy lại các cái đường gân dọc một, gân dọc hai là các cái đường này. Ok, chúng ta lấy luôn một lần luôn đi. Rồi, đường bể gốc. À,
đường cái học kỳ này. Bên đường hình mình cần lấy lại những cái đường nào để mình sử dụng cho cái bản vẽ đường hình đó, thì mình chỉ cần chọn vô cái cạnh của cái mặt đó là nó sẽ ra được cho mình ha. Ví dụ như mình lấy những cái đường này rồi enter. Là nó tự động tất cả những đường nó sẽ vô trong cái lớp layer đường bao đây. Tương tự như vậy mình vô lại, nối nó lại. Rồi như vậy là mình sẽ được, mình tắt đây ha, mình mở các đường cho lên là đây là các cái đường sau khi mình tạo bằng cái lệnh contour và lệnh duplicate là mình sẽ có tổng hợp các cái đường bao gồm đường sườn, đường nước, đường cắt dọc và các cái đường gân dọc vân vân, đường biên của nó. Rồi chúng ta sẽ bây giờ sau khi có các cái đường này rồi thì chúng ta sẽ xuất các cái đường này sang cái 2D à, xuất tất cả những cái đường này sang bản vẽ AutoCAD ở dạng 2D. Thì để làm đó thì trong để làm điều đó thì trong Rhino này nó có rất là nhiều cái công cụ để chúng ta chuyển đổi từ cái bản vẽ 3D sang bản vẽ 2D. Thì ở đây có lẽ mình sử dụng cách này cho nó đơn giản nhất đây hả? Nhiều cách thì mình dùng cách này đây. Ví dụ như mình muốn xuất cái mặt cắt dọc của tàu ra AutoCAD thì mình chọn From. Đây là chính là toàn bộ các cái đường mà mình sẽ xuất sang AutoCAD là nó sẽ có dạng như vậy. Thì để xuất tất cả đường này sang bên đó thì mình sẽ sử dụng mình bôi đen trước, chọn trước, chọn sau đó mình chọn là gì? File, vô cái chức năng là File này, chọn Select, Export Selected, chọn chức năng này, xuất. Ví dụ như là mình xuất cái này mình bỏ ở đâu, ví dụ như mình trồng cái một cái một 2D. Thì ở đây mình đặt cho nó một cái hình gọi là mặt cắt dọc đây à, mặt. Rồi chọn ở đây là chọn đuôi, ví dụ đuôi giao tiếp kiểu là DSS nha, kiểu giao tiếp rất là thông dụng trong các cái phần mềm CAD CAM. Rồi mình chọn là mặt đó là mặt tên là mặt cắt dọc nha. Rồi xuất dạng đường là DSS. Rồi lưu lại. Rồi được một cái nha. Rồi bây giờ chúng ta ví dụ như là xuất theo cái mặt đường nước, cái mặt nước chúng ta chọn cái hướng nhìn là top à, thì chúng ta xuất file export selected à, chọn đây là đường à, đây chúng ta có thể chú ý nè, chúng ta thấy trong này nó có một cái option ở đây. Thì chúng ta có thể vì cái máy này mình đã thiết lập trước rồi nên cái option nó sẽ mặc định cho mình. Còn nếu ví dụ như các bạn làm lần đầu thì các bạn có thể là gì, chọn cái option này à. Trong option nó cho phép mình cái kiểu xuất xuất ra các cái đường ở bên AutoCAD là thuộc dạng đường gì. Ví dụ như ở đây mình chọn đường Bolila à. Và có một điều nữa là chúng ta cần phải chú ý, đó là mình chọn cái chức năng là Project to Plane. Chức năng này cho phép là sau khi mình xuất sang từ cái các cái đường từ 3D nó sẽ sang môi trường AutoCAD là nó ở dạng 2D chứ nó không có ở dạng 3D nữa. Thì mình sử dụng chức năng này tức là chiếu tất cả các cái đường 3D đó lên trên mặt phẳng. Nếu mình không sử dụng cái chức năng này thì khi mình vẽ bên AutoCAD thì bản thân trong nó là vẫn chứa các cái đường, các cái điểm 3D nên mình bắt dính nó sẽ bị không có đúng cái tọa độ của mình mong muốn. Rồi nha, thì ở đây mình sẽ sử dụng cái chức năng là Project to Plane.
là chọn là CP lens, tức là chiếu lên trên một mặt bằng đó luôn. Rồi lưu lại, cái này chúng ta chỉ làm một lần thôi. Lần sau chúng ta cứ thế mà chúng ta lưu thôi. Rồi chọn mặt đường nước, lưu luôn cái tên mặt đường nước kiểu file DSS. Rồi lưu. Rồi như vậy là mình sẽ có tương tự ở ngoài đó, là mình sẽ có cái đường, có các dọc này, và có các cái mặt đường nước này. Riêng cái mặt cắt ngang, riêng mặt cắt ngang này á, thì trong tàu này mình sẽ thấy là gì? Nó có hai phần, phần biểu diễn ở phía từ sườn giữa đến phần đuôi là bên tay trái của mình ha, và từ phần giữa đến phần mũi là nó sẽ nằm bên tay phải của mình. Như vậy là gì? Mình xem ở trong bản vẽ của mình đây, ở hình chiếu right, là tất cả hiện giờ nó đang nằm bên tay phải của mình. Như vậy mình phải tách ra, mình phải chia ra một nửa từ sườn giữa ra về sau là mình biểu diễn bên này ha. Thì để làm đó thì bắt đầu làm gì? Mình lưu lại đi, lưu lại công việc nãy giờ mình đang làm thôi cho để nó mất. Rồi mình lưu ra tiếp thành một bảng nữa để mình xử lý cái bảng mặt cắt ngang. Mình lưu ra một bảng mặt cắt ngang để mình xử lý. Thì bây giờ mình muốn là gì? Một nửa từ cái sườn giữa của mình đây nè, sườn này trở về sau mình sẽ lưu, mình sẽ gì cho nó nằm bên tay trái của mình. Thì mình sẽ dùng là đối xứng đấy, để mình đối xứng một nửa đây qua. Thì để đối xứng một nửa thì hiện giờ mình chọn như này, mình chọn hết á, thì nó sẽ dính rất là nhiều đối tượng, cả phần ở phía sau và phần ở trước nữa. Như vậy chúng ta sẽ dùng cái lệnh, một cái lệnh chúng ta chia cái tàu chúng ta làm hai phần, một phần từ sườn số 5 trở về đuôi và một phần từ sườn số 5 trở về mũi. Hai phần này nó phải tách ra. Thì chúng ta sử dụng cái lệnh slip, slip là chúng ta chia. Như vậy là nó hỏi này, chọn đối tượng để mà chia, thì chúng ta chọn tất cả những cái đối tượng nào mà ở phía sau của chúng ta đó, từ sườn 5 trở về sau. Rồi chọn xong rồi chúng ta gì? Enter. Enter những đối tượng đó là chúng ta cần chia. Sau đó chúng ta sẽ nó hỏi là gì? Chọn cái đối tượng để chúng ta cắt, cắt cái đường đó. Thì mình lấy cái đối tượng là sườn số 5 của mình đây nè, sườn số 5 để mình cắt. Rồi như vậy mình chọn sườn số 5 là cái dao cắt. Enter. Bây giờ nó có 13 curve slip into 27 miếng, 27 miếng ha. Thì ở đây mình sẽ xem nè, đây tất cả nó chia, nó bị cắt đứt tại sườn số 5 hết. Nó bị cắt đứt tại vị trí sườn số 5 hết. Rồi như vậy là gì? Mình sẽ mirror hết toàn bộ phần ở phía sau đây, mirror nó sang bên tay trái của mình. Sử dụng lệnh là gì? Đối xứng mirror. Mirror thì nó hỏi là gì? Điểm bắt đầu là điểm nào? Đấy, không, phải không, tạo ra một cái đường thẳng nên nó mirror rồi. Mirror theo hướng này. Rồi xong mirror đây, chúng ta sẽ có được cái tàu như vậy. Như vậy phần bên này mình không cần dùng nữa, thì mình có thể dùng đi kiếm delete để mình xóa. Xóa. Như vậy cái tàu của mình nó chia làm hai phần ở đây. Thì riêng đối với mình biểu diễn trong cái bản vẽ đường hình đó, thì mình thấy cái sườn số 5, cái sườn giữa của mình đây nè, là nó có ở hai bên luôn, lái và bên mũi luôn. Nên mình sẽ gì, mirror cái sườn số 5 này xem. Cũng như vậy. Rồi như vậy là chúng ta sẽ có được cái mặt cắt ngang của mình như thế này, đầy đủ. Rồi như vậy là từ đây chúng ta sẽ gì? Sẽ xuất cái bản vẽ này. Chúng ta cũng chọn đối tượng nè, chúng ta vào menu file chọn export selected. Rồi chúng ta sẽ chọn đây là mặt cắt ngang. Lưu lại. Rồi,
Bây giờ chúng ta sẽ quay bên AutoCAD. Quay bên AutoCAD chúng ta sẽ mở ba cái này ra trong phần AutoCAD. Rồi, chúng ta sẽ có ba cái bản vẽ chúng ta mới vừa xuất ra đây. Đường nét rất là đẹp. Cong đẹp. Rồi, như vậy là chúng ta sẽ sử dụng copy qua thành một cái thôi. Chúng ta copy qua. Sử dụng cần phân xe chúng ta copy bình thường. Ctrl C à, chúng ta bỏ qua bên này thôi. Rồi chỗ này thì chúng ta xử lý bên AutoCAD làm chúng ta canh lại cho nó thẳng hàng luôn rồi. Có được cái bảng này đầy đủ hết. Như vậy là hiện giờ chúng ta còn thiếu là thiếu cái gì trên này nữa, là chúng ta còn thiếu thứ nhất là bản đồ độ đường hình, khung tên, bản vẽ và các cái ghi chú kích thước, một vài kích thước và các cái ghi chú ở trên bản vẽ đường hình. Thì cái quan trọng nhất của mình hiện giờ là mình đang thiếu cái bản đồ độ, nên bây giờ mình sẽ hướng dẫn các em tiếp một cái phần là làm sao để chúng ta lấy được cái bản đồ độ đó. Chúng ta bỏ qua bên này. Bình thường thì các em có thể sử dụng ghi bên này ha, đo bằng AutoCAD, đo như vậy rất là lâu. Đặc biệt là nếu chúng ta ví dụ ở đây sườn lý thuyết thì chúng ta có thể là mất cũng tương đối nhiều thời gian rồi, nhưng mà nếu chúng ta chia sườn thực nữa thì cực kỳ vất vả trong việc là lấy cái tọa độ của tuyến hình tàu này. Thì trong Rhino nó sẽ cung cấp cho chúng ta các thủ thuật để chúng ta làm cho nó nhanh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ mở lại cái đường hình của chúng ta vừa. Vừa xong à. Ví dụ như là từ từ cái bảng này chúng ta sẽ lấy tọa độ bằng cách nào? Thì để lấy được tọa độ thì đầu tiên chúng ta cũng phải là gì, vào trong Excel để chúng ta tạo ra một cái bảng tọa độ trước đây à, rồi chúng ta điền sau thôi. À, chúng ta mở Excel lên à. Rồi chúng ta sẽ tạo cái bảng tọa độ ở bên bảng Excel này trước, để tí nữa xong hết rồi chúng ta copy cái dữ liệu này vào trong cái AutoCAD nữa là xong. Thì bảng tọa độ chúng ta có ban đầu là chúng ta có gì, sườn 0, 1, 2, 3, 4, 5. Chúng ta có đường nước đúng không, đường nước 0, đường nước 1. Rồi tới đường nước số 5 à, chúng ta có gì, đường bể góc nha, đường gân dọc 1, gân dọc 2. Rồi ví dụ như là đường mạng. Rồi tương tự như đó, đây là chiều nửa chiều rộng nè, nửa chiều rộng thôi.
đây chúng ta có chiều cao của gì, của các dòng không, các dòng một, mình ghi là có bốn dọc thôi, cái được ba thừa bốn rồi. Tiếp theo là gì, mình có đường gì, đường là bể góc nha, đường gân dọc một và hai. Cái đường gân dọc một hai này nó có cái chiều rộng khác nhau nhưng mà chiều cao nó chỉ có một thôi, chiều cao nó giống nhau nên ở đây mình sử dụng chiều cao gân dọc một hai chung luôn ha. Ở bên đây là chúng ta có cái mạng rồi. Ban đầu là chúng ta sẽ điền số liệu vào trong cái bảng này. Thì để điền số liệu vào trong này thì chúng ta cũng lấy số liệu bên Rhino và chúng ta xử lý để chúng ta sẽ cho vào trong bảng này. Thì để làm nhanh hơn thì chúng ta sẽ có xử lý hàng loạt luôn, chúng ta làm một lần. Nhưng mà như vậy nó phức tạp hơn thì mình sẽ tách ra từng dữ liệu một. Ví dụ như mình sẽ làm cái mạng trước đây cho các em dễ nắm trước. Sau đó là chúng ta muốn làm nhiều thì sau này kỹ năng chúng ta tốt rồi thì chúng ta sẽ làm nhanh hơn. Ở đây mình sử dụng dữ liệu của cái mạng trước nè, mình sử dụng bằng cách là gì, để lấy được cái tọa độ của cái mạng, đường mạng này nè, giao hết tất cả các cái đường sườn ở đây thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải chọn đường sườn, layer sườn ở đây chúng ta chọn select object. Là tất cả các cái đường sườn nó sẽ được chọn, cái nào được chọn nó sẽ có cái màu vàng nha. Rồi sau khi nó chọn xong á, thì mình bấm phím shift để chọn tiếp một cái đường của mình là đường mạng ở đây nữa, mình chọn sống ở đây. Như vậy là gì, giữa đường mạng của mình với cái đường sườn của mình chắc chắn nó sẽ giao tại các cái vị trí này nè, tại các cái điểm này. Bây giờ mình làm sao lấy được tọa độ của các cái vị trí đó thì mình sử dụng cái lệnh trong Rhino, nó sẽ cung cấp cho mình một lệnh là lệnh intersect, là lệnh tìm các cái điểm giao với nhau. Mình đánh intersect, intersect này nó sẽ hiện lên này, enter. Rồi sẽ hiện ra mình xem này, những cái điểm chỗ nào giao với nhau, giao giữa sườn với lại cái đường mạng chân sống á, thì nó sẽ có điểm giao. Trong đó là nó sẽ có một cái điểm giao ở đây, không biết tại sao nó lại ra cái điểm này. Thì những cái điểm mà mình không mong muốn á, thì mình có thể gì bỏ nó đi ha. Để bỏ nó thì mình giữ control, mình click vô nó thôi là bỏ. Như vậy mình kiểm tra lần nữa ha, kiểm tra là đường mạng nè, giao với các đường sườn nè, tại các điểm. Rồi ok rồi, như vậy là bây giờ mình sẽ xuất cái này ha. File export selected là mình xuất cái dạng của nó là dạng boy, dạng boy là dạng điểm xuất điểm của cái đường này là đường mạng trước đây. Rồi option, trong option này là nó có thể là gì, độ chính xác, đây là độ chính xác mình lấy 16 số, hoặc là mình chọn cái khoảng cách, giữa cái số liệu x, y, z á, thì ngăn cách bằng cái gì á, thì ở đây ví dụ như là bằng mình chọn tab nha, một tab là còn trống nha. Rồi ok, lưu lại rồi, ngay được lưu lại nha. Ok rồi, mình sẽ vào trong cái chỗ mình lưu đó, nó có một cái tập tin tt đây là mạng, mình Ctrl A Ctrl C copy số liệu của này, ví dụ như mình bỏ nó qua chỗ này đi, Ctrl V thì cái cột bên này nè là giá trị x, y và z
mình ghi ở đây là gì nhớ x y z cả ba giá trị như vậy. Bây giờ mình có thể là làm tròn lại à. À, tròn lại các hàng đơn vị thôi. Rồi, như vậy mình sẽ thấy là giá trị x nó nằm bên này, y nằm bên này, z bên này. Như vậy của mình là mình cần lấy gì? Giá trị nửa chiều rộng này là giá trị y này và chiều cao này là giá trị z này. Như vậy bây giờ để nó đang sắp lộn xộn như này, mình không biết là cái sườn của mình là sườn 5 chỗ nào, là sườn 0 chỗ nào, sườn 10 chỗ nào, thì mình căn cứ vào cái giá trị x ở đây. À, x của mình á, cái tàu của mình là mình mở lại. À, tàu của mình là gì? Cái sườn số 0 là cái sườn ở phía đuôi, à, sườn số 10 là phía trước tay, sườn giữa của mình là sườn số 5, tức là góc tọa độ 0 0 nó sẽ nằm ở đây, 0 0 0 nằm ở đây. Như vậy ở phía bên này, bên tay trái của mình sau sườn số 5 là nó sẽ mang giá trị âm, và từ số 5 trở về số 10 đây là nó mang giá trị dương. Được chưa? Như vậy chúng ta sẽ coi là trong cái Excel này, chúng ta sẽ gì sắp xếp cái bảng giá trị này bằng cách là chúng ta sort mà chọn custom sort. Rồi trong cái bảng này chúng ta sẽ sort theo cái cột cột x, à, sort cột x là giá trị nó là tăng dần từ nhỏ nhất đến lớn nhất để chúng ta biết được cái vị trí sườn nó nằm chỗ nào. Ok nha. Rồi cái sườn xe nhất bạn nằm ở đây, à, sườn này là chính là sườn số 5 của chúng ta nè. Chúng ta có bao nhiêu sườn, chúng ta nhìn lại, à, sườn giữa nè 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à, mình có 10 sườn như vậy. À, à, như vậy là gì, mình sẽ vô đây mình sẽ biết cái vị trí của sườn chỗ nào. Sườn này là sườn số 0 nè, 1, 2, 3, 4, 5 là sườn giữa nè, à, 6, 7, 8, 9, 10 đó. Rồi chúng ta có như vậy. Thì ở đây ví dụ như là chúng ta sẽ copy vô cái giá trị x đây, Ctrl C đây, mạng này nó sẽ nằm chỗ đây, Ctrl V đây, và gì Z Ctrl C Ctrl V là cái hai là ở đây. Bây giờ là chúng ta sẽ có cái mạng này là giá trị này, chiều cao đây là nửa chiều rộng, đây là chiều cao. À, tương tự như vậy chúng ta sẽ làm tiếp một cái, à, ví dụ như là cái bề góc đây, à, lấy tọa độ của bề góc. Sau khi chúng ta làm xong ở đây thì chúng ta có thể là delete, à, delete các điểm đó đi cho nó dễ. Giờ chúng ta cũng làm tương tự như vậy cho cái đường bề góc. Rồi đường sườn chọn select object nha. Yeah. Rồi chúng ta sẽ cho nó giao với cái đường bề góc. Đường bề góc của mình là đường này. Đó. Giờ yeah, chúng ta sẽ giao vào đây. Thì chúng ta thấy là sườn 10 nó không giao với đường bề góc này. Sườn 10 không giao với cái đường bề góc. Cái sườn này thôi. Rồi. Như vậy là sau khi chúng ta chọn đối tượng xong, chúng ta cũng dùng cái lệnh là gì? Intersect. Rồi, nó sẽ giao, tìm các điểm giao. Mình kiểm tra lại, mình thấy các điểm giao này đúng rồi nè. Riêng này nó bị gì đó, nó lỗi không? Nó không phải điểm này mình không mong muốn. Như vậy mình loại bỏ nó đi bằng cách là giữ phím Ctrl, click vô cái điểm đó là sẽ mất. Rồi, mình xúc tất cả điểm này ra lại giống như này. À, Xbox selected. Rồi đường này đường bề góc, rồi đường bề góc này, rồi lưu. Ok. Rồi ra đây chúng ta sẽ có đường bề góc. Chúng ta cũng cần Ctrl A, Ctrl C, copy dữ liệu của nó vào bỏ ở đây. Rồi cũng có XYZ. Chúng ta cũng làm gì? Sort. Sắp xếp kia, à, chúng ta chọn là sort, à dạ, sort theo cái cột x này, à dạ, giá trị x đó, từ nhỏ đến lớn.
Rồi, vậy chúng ta có sườn gì? Sườn 0 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, đến sườn 9 thôi. Như vậy chúng ta sẽ có giá trị của đường bề góc này, nửa chiều rộng này. Ctrl C, đây, hôm qua bỏ qua đây, Ctrl V, Z, Ctrl C, chúng ta bỏ qua đây, Ctrl V. Yeah. Như vậy là chúng ta thấy là gì? Tương tự như vậy, tất cả các cái giá trị còn lại thì chúng ta cũng làm tương tự để chúng ta lấy các cái giá trị từ cái bản vẽ 3D đó. À, chúng ta sẽ bỏ vô vào trong cái này để chúng ta tạo thành bản tọa độ. Rất là đơn giản. À, làm tiếp một đường nữa ha, là đường ví dụ đường nước số 3 đi. À, số 4 gì nữa, đường nước số 4 đi. Rồi. Đường nước 0, 1, 2, 3, 4 là đường này nè. Để làm đường đó mình xóa, xóa bớt mấy cái điểm mình vừa tạo ra. Rồi mình cũng gì chọn đường sườn select object rồi giao với đường nước số 4 rồi xong mình cũng chọn gì cái lệnh intersect tìm điểm giao rồi nó sẽ ra đây kiểm tra là các điểm giao này. Ok chỉ có này ở đâu nó xuất hiện đó ha. Chỗ này chỗ nào nó cũng xuất hiện bị lỗi gì thì chỗ này mình không muốn bỏ đi rồi tất cả mình cũng là gì xuất ra this box selected xuất ra ví dụ như là đường nước số 4 ok đường số 4 này copy dữ liệu Ctrl C bỏ qua bên này cần thêm về đây rồi chúng ta sort lại sắp xếp lại theo cột x rồi chúng ta như vậy là chúng ta sẽ có được cái giá trị của nửa chiều rộng là gì là y còn cái z chúng ta không cần nè ở đây chúng ta chỉ lấy mỗi giá trị là gì nửa chiều rộng thôi được xe bỏ qua đây chúng ta nhớ là bỏ theo đúng vị trí ha. Ví dụ sườn số 0 ta ở vị trí trừ số này thì chúng ta sẽ bỏ lại đúng đó. Rồi. Như vậy là chúng ta làm tương tự như vậy ha. Tương tự hết toàn bộ các cái đường nước rồi các cái cắt dọc chúng ta đều hoàn toàn làm tương tự như vậy. Sau khi có đầy đủ hết cái bảng này thì chúng ta copy từ Excel chúng ta bỏ vô trong cái gì trong cái bản vẽ của chúng ta ở đây đó, chúng ta sẽ copy hết toàn bộ số liệu về chúng ta bỏ ở đây như vậy phần còn lại của chúng ta làm là gì là chúng ta sẽ ghi một vài kích thước giống như bản vẽ này chúng ta sẽ ghi một vài kích thước ví dụ chiều rộng chiều cao mạng hay là các thông số thiết kế vân vân chúng ta có thể là thêm ký hiệu ở giữa tàu gì đó hoặc là vẽ cái khung tên bản vẽ tỷ lệ vân vân phần này là chúng ta đã làm rất là nhiều rồi nên có thể đến đây là mình cơ bản mình hoàn thành được cái bản vẽ đường hình với bao gồm việc chúng ta là gì có các cái mặt cắt ngang mặt cắt dọc và mặt từ nước và bảng số liệu tọa độ ở đây như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành được cái bản vẽ đường hình rồi phần các phần còn lại thì các em có thể là tự làm được rồi ha vậy hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các em có lẽ như vậy đây ha đến đây là mình sẽ kết thúc và tiếp tục theo các cái buổi khác thì mình sẽ giới thiệu cho các em các cái thủ thuật hoặc là làm thế nào chúng ta nhanh hơn chẳng hạn thì chúng ta có thể theo dõi các cái video tiếp ha chào các em.